Minh Nhật kính chào quý khán giả của Người Việt TV và xin mời quý vị cùng theo dõi phần điểm tin trong ngày. Hôm nay là thứ hai, ngày 4 tháng 11 năm 2019. Và sau đây là một số tin đáng chú ý. Chủ tịch Tập và Tổng thống Trung vẫn duy trì liên lạc. Philippines yêu cầu Trung Cộng tôn trọng luật hàng hải quốc tế. Công an Cộng sản Việt Nam bị tố tiếp tay cho di dân lậu vào Âu Châu. Học giả Hán Nôm kêu gọi tẩy chay bầu cử toàn quốc năm 2021. Và sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi phần tin chi tiết. Trong phần tin đầu tiên liên quan đến Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vẫn duy trì liên lạc thông qua các phương tiện khác nhau. Hãng Reuters đã dẫn lời Bộ Ngoại giao Trung Cộng cho biết hôm 4 tháng 11. Trước đó, ngày 1 tháng 11, Tổng thống Trump cho biết ông có thể ký một thỏa thuận thương mại với Trung Cộng tại bang nông nghiệp Iowa nơi bị ảnh hưởng nặng nề về thuế quan trọng trong cuộc chiến thương mại kéo dài gần 16 tháng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Ông hy vọng sẽ ký thỏa thuận này với ông Tập tại một địa điểm ở Hoa Kỳ khi thỏa thuận hoàn tất. Hôm 4 tháng 11, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Cộng Cảnh sản nói rằng về một cuộc họp giữa các nhà lãnh đạo Trung Cộng và Hoa Kỳ, điều tôi có thể chia sẻ là Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Trump đã duy trì liên lạc liên tục thông qua nhiều phương tiện khác nhau. Các nhà đàm phán Hoa Kỳ và Trung Cộng đang cố gắng hoàn thiện một văn bản thỏa thuận cho giai đoạn 1 để Tổng thống Trump và ông Tập ký kết trong tháng này. Ngày 15 tháng 12 tới đây sẽ là một ngày quan trọng khi thuế quan mới của Hoa Kỳ đối với hàng nhập khẩu của Trung Cộng như máy tính sách tay, đồ chơi và thiết bị điện tử được thiết lập. Cả Hoa Kỳ và Trung Cộng đều đang quan tâm đến việc đạt được thỏa thuận thương mại này và làm thế nào để ngăn chặn các thuế xuất đó và quay sang phần tin đến từ Á Châu thì các quý vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines đề nghị Trung Cộng tôn trọng luật hàng hải quốc tế sau sự cố ngăn tàu dầu nước ngoài gần bãi cạn Scarborough. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Defin Lawrence Naza đã khẳng định trong tuyên bố ngày 3 tháng 11 rằng chính phủ Trung Cộng phải tôn trọng luật hàng hải nếu muốn giành được sự tôn trọng của cộng đồng quốc tế. Tuyên bố của ông Lorenzana được đưa ra sau khi một tàu chiến của Trung Cộng bị cáo buộc là chặn tàu chở dầu Rin Aura treo cờ Liberia đi gần bãi cạn Scarborough hôm 30 tháng 9. Con tàu chở dầu thuộc sở hữu của Hy Lạp do thủy thủ đoàn Philippines điều khiển được cho là bị tàu chiến của Trung Cộng cản trở khi đang trên hành trình từ Thái Lan qua khu vực bãi cạn Scarborough đến Trung Quốc. Scarborough là bãi cạn tranh chấp giữa Philippines và Trung Cộng trong nhiều năm qua. Truyền thông Philippines đã dẫn lời Manolo Epora, thuyền trưởng của Rin Aura, cho biết khi con tàu này đi vào khu vực 12 hải lý gần bãi cạn Scarborough lúc 19 giờ 30 phút ngày 30 tháng 9, thì họ nhận được tín hiệu từ radio là một phương tiện gần đó tự giới thiệu là tàu chiến của Trung Cộng. Tàu này ra lệnh cho Rin Aura di chuyển cách bãi cạn 10 hải lý và còn tìm cách chặn hướng đi của tàu dầu. Rin Aura sau đó đã rời bãi cạn Scarborough an toàn. Ông Lorenzana đã khẳng định bãi cạn Scarborough nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines và Tòa trọng tài thường trực trong phán quyết năm 2016 đã tuyên bố đây là khu vực đánh bắt chung. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines cho hay tàu Rin Aura đã cập cảng an toàn và cho rằng không nên nghiêm trọng hóa hay là kích động sự việc, đồng thời nhấn mạnh rằng là các quốc gia cần thận trọng và tôn trọng quyền tự do hàng hải ở Biển Đông. Và quay sang phần tin khác, phần tin đến từ Berlin của Đức. Ngày 4 tháng 11 năm 2019, thì một người Việt Nam ở Đức Quốc đã tố cáo Công an Cộng sản Việt Nam tiếp tay cho nhiều người Việt chia cư lậu sang Âu Châu nhằm tìm cuộc sống dễ thở hơn so với quê nhà. Trong một cuộc phỏng vấn với phóng viên Lê Xuân Khoa của Thời báo Dati, một người giọng miền Trung nói với anh đi cùng một nhóm người sang Ukraine để đi sang EU hoặc Anh quốc. Khi xuất cảnh ở phi trường nội bài, anh và nhóm người đi cùng đã không phải xếp hàng như các hành khách khác mà được an ninh phi trường dẫn vào khu vực cách ly bằng cửa riêng biệt. Anh này cũng kể về chặng đường gian nan từ Ukraine tới Đức mà nhóm của anh phải đối mặt đó là đối khác bị đưa vào sống trong những căn nhà tồi tàn, phải đi bộ để vượt qua biên giới nhiều quốc gia để tránh sự truy lùng của cảnh sát. Nhiều người đã phải bỏ mạng trên đường đi tìm giấc mơ của mình. Anh nói những kẻ môi giới đã hứa với người đi lậu rằng là khi sang Egypt hoặc qua Anh quốc, họ sẽ được công việc có thu nhập gấp hàng chục lần ở quê nhà như là trồng cần sa hoặc làm neo. Tuy nhiên, thực tế lại phủ phàng hơn, anh cũng nói là nhà cầm quyền địa phương cũng biết được chuyện các anh ra đi và thường đếm gia đình của họ để vòi vĩnh đòi hộ tống. Theo The New York Times, có khoảng 18.000 người Việt Nam đã nhập cảnh lậu vào Âu Châu hàng năm với cái giá phải trả là từ 10.000 Mỹ Kim cho đến 50.000 Mỹ Kim mỗi người. Những kẻ môi giới người Việt thường chịu trách nhiệm đưa người Việt đến Pháp và Hòa Lan. Từ nơi đây, thì nhóm tội phạm người Kurd và Albania và trong trường hợp gần đây nhất là người Ireland hoặc là Bắc Ireland thực hiện công đoạn còn lại là đưa họ vào Anh quốc. Ở Anh quốc hiện nay thì có từ 20.000 đến 35.000 người Việt không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp, phần lớn trong số đó đến từ hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Và quay sang cũng trong phần tin đến từ Việt Nam thì tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, trưởng phòng Viện Hán Nôm tức là Viện Khoa học Xã hội Việt Nam đã kêu gọi dân chúng tẩy chay cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng các cấp vào năm 2021. Trên trang Facebook cá nhân mang tên của ông thì Tiến sĩ Diện đã kêu gọi 90 triệu đồng bào hãy tẩy chay tuyệt đối các cuộc bầu cử Quốc hội và tất cả các cuộc bầu cử sắp tới nếu Quốc hội Cộng sản thông qua điều 7 của dự luật bảo vệ bí mật nhà nước trong đó có quy định những thông tin thân thế, sự nghiệp của lãnh đạo chế độ đảng và cũng như là quốc phòng an ninh đất đai địa chất biển công nghiệp thương mại vân vân là thông tin bí mật của nhà nước ông giải thích lý do kêu gọi là nếu cử tri không biết tiểu sử của ứng cử viên thì không nên đi bầu cho họ sau khi lời kêu gọi của ông được đăng tải trên mạng xã hội Facebook thì đã có hơn 3.200 lượt like 677 lượt chia sẻ và hàng trăm bình luận hưởng ứng lời kêu gọi từ năm 2011 thì ông Diện là một trong những người đi đầu của phong trào phản đối Trung Cộng xâm phạm chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông và ông chịu không ít những chỉ trích của nhà cầm quyền và cũng như là những sự tấn công của những kẻ ủng hộ chế độ như là dư luận viên và thương binh cả ở nơi làm việc và nhà riêng. Năm 2021, chế độ Cộng sản sẽ tổ chức cuộc bầu cử quốc hội và hội đồng các cấp Tuy nhiên, như từ năm 1945 cho đến nay, mọi cuộc bầu cử đã bị đảng cầm quyền lũng đoạn và sắp xếp nhân sự cho các cơ quan trên trước khi bầu cử xảy ra, nên trong thực tế, việc bầu cử chỉ là hình thức và giúp cho đảng cầm quyền hợp pháp hóa việc bố trí của chúng. Trong quá khứ thì nhiều người kêu gọi tẩy chay bầu cử giả hiệu đã bị cầm tù. Chúng mình Nhật tường trình cho người Việt TV.